Hello mọi người, nhất là các anh chị sinh năm 1975, tuổi Ất Mão. Nếu mà mọi người thấy hay ở video clip này em chia sẻ, thì mọi người like và chia sẻ cho nhiều người tuổi Ất Mão cùng biết, cũng như là đăng ký kênh. Nghe đây, đăng ký kênh, nếu như mọi người nào chưa biết thì đăng ký kênh theo dõi để biết thêm những cái tuổi khác, để cho anh em bạn bè mình chia sẻ những cái tuổi của anh em bạn bè mình cho người khác cùng xem, để họ cùng dùng tử vi phong thủy vào cuộc sống để có cuộc sống ngày một tốt hơn. Trở lại với tuổi Ất Mão thì năm nay tuổi Ất Mão là không có vướng hoàng ốc trăng tai hay là kim đâu gì cả, thì đây là một cái dấu hiệu tốt của tuổi Ất Mão. Thí dụ như năm nay mà các anh chị có muốn xây dựng nhà cửa gì thì thoải mái, hoặc là khai trương buôn bán gì đó thì cách thì rất là ok, khởi tạo cái gì đó mới thì rất là tốt. Thì đầu tiên hết ấy, muốn xem một cái 6 tháng cuối năm nó có cái gì thì mình phải xét cái nội tại bên trong của cái tuổi Ất Mão, nó có cái những được cái gì và nó sẽ ảnh hưởng ra sao khi mà gặp được cái năm, gặp năm Đinh Dậu này. Thì đầu tiên hết ấy, là xét can chi của năm sinh. Thì can chi của năm sinh đó thì cùng là can ất hết, can ất thì là cùng là hành mộc, với lại chi mão, ất thì can ất thì cũng là mộc mà mão cũng là mộc, cho nên là người này thuộc can chi cùng hàng ha, thuộc nhóm người có năng lực, có thực tài và chịu khó làm ăn. Tuy nhiên là thành công mà có được đó, là phải tự làm tự ăn, chứ còn không có nhận được sự giúp đỡ từ bà con thân thuộc nhiều ha. Những người tuổi này là tuổi âm, tuổi này có mạng đại khê thủy âm, cho nên là tuổi này thường gọi là tuổi âm. Mà tuổi âm sinh vào những tháng dương ha, và 1357 thì gọi là âm dương không thuận lý, 2468 thì là những tuổi đó gọi là âm dương thuận lý. Mà những người mà sinh vào âm dương thuận lý là một điểm rất là có lợi trong cái ngay cả chính nội tại của bản thân họ. Thông thường những tuổi này á, thường có cuộc sống ít gặp trắc trở ha, hay có quý nhân phò giúp, và khi gặp khó khăn thì cũng vượt qua được một cách dễ dàng, và có cuộc sống là họ êm đềm như mặt hồ, không có ba chìm bảy nổi. Họ lên thì họ lên đều đều, đều. Nhưng còn không thì họ cứ đều 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 vậy thôi, chứ còn họ không có bật lên quá cao rồi và xuống quá thấp, và cung bậc của họ không có quá lớn. Rồi đó là những cái chung. Xem cái tương quan ngũ hành, tức là bản mệnh của mình với nạp âm ngũ hành của mình là gì, thì cái này thì nam là thuộc mạng đại hải thủy âm nè, nhưng mà nam thì cung đòi hành kim, cho nên nó là mà kim thì sinh thủy, thì rõ ràng là nạp âm ngũ hành sinh ra bản mệnh là một trong những điều có thêm được, một trong những điều tốt cho cuộc sống về sau. Tuy là cuộc sống mới đầu khởi đầu cơ cực, tại vì thường á, mà kim nạp âm ngũ hành mà sinh bản mệnh thì là cuộc sống ban đầu không có tốt đẹp, không khởi khởi đầu của cuộc sống thì là tiền vận không có được nhiều cái may mắn, tiền vận có thể là phải tự lọc cánh sinh nhiều, nhưng tuy nhiên là họ sẽ thuận lý và họ sẽ được nhờ những cái phúc ở về sau, tức là nạp âm ngũ hành, và đặc biệt là tuổi này nam là sẽ được nhờ con. Tuổi này tuy là nam nhưng mà sẽ được nhờ con hơn là nữ. Rồi nữ tuổi này á, thì thuộc cung cấn hành thổ, nạp âm ngũ hành thổ khắc thủy. Thường là những người này á, không may mắn trong đường đời, làm lụng vất vả nhưng mà tiền không có nhiều, cực thân. Có được đồng tiền mà cũng khó lắm. Khi mà có ngồi đó làm ra tiền đi nữa thì mình cũng phải lăn vô mình làm rất là cực thân, cuộc sống khó nặng an nhàn, gặp nhiều sóng gió, hậu vận hay bị bệnh đau nhức cơ thể đó. Đó là những người nữ của tuổi này, thì do những cái cung mệnh của họ thôi chứ không phải là tại nghiệp nghiệp gì ha. Rồi xem thử coi nhé, là 6 tháng cuối năm này, nói chung là vận hạn của nguyên một năm này được thể hiện trên tử vi nó như thế nào, sau đó cái phần 6 tháng thì là những cái nghiên cứu riêng của em sẽ chia sẻ sau. Sáu trong năm nay á, thì tuổi Ất Mão nam á, là có là sau
cái đô à, sao chủ hung dữ ám muội thị phi buồn rầu à, hạn là địa võng, địa võng mà nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan rầy rà à, vận niên thì dê về suối tốt, mạng thủy gặp năm hỏa là tương khắc xấu, mão gặp dậu là tương xung, tý ngọ mèo dậu xấu luôn, ất gặp năm đinh là sanh xuất xấu luôn à, thấy một loạt cái là thấy có được cái dê về suối là được, được thôi, còn nhiều là từ trên xuống dưới xấu hết, có sáu cái xấu thì xấu hết, năm cái còn con cái tốt thôi. Thì luận đoán vậy thì từ đầu năm bây giờ nếu như mà không có gì sai sót thì tuổi 1975 từ đầu năm tới giờ thì te tới từ tua thôi ha, đổi tên là họ te tên tua, te tua à, không có làm ăn gì được nhiều à, chiếu theo vận hạn coi chữ sách nói sao, chiếu theo vận hạn của năm nay thì là tiểu vận đóng tại cung Sửu, hành thổ thuộc hướng thiên bắc, đối với người tuổi Ất Mão là tuyệt địa xấu à, tuyệt địa mà xấu đó, tuyệt địa luôn chứ không phải là tuyệt đường luôn á à, đó tọa cung tiểu vận có các sao cố định là Long Trì, Phượng Cát, Giải Thần, Quan Phù, Tấu Thư, Đế Vương, Hoa Cái à, thì cái phần sao hạn này á, thì em đọc mới biết thôi chứ còn mọi người chắc cũng không có làm đâu ha. Theo như thể hiện tổng đoán tổng quát của năm nay á, tuổi Ất Mão là một năm không có làm ăn được ha, là năm xung của tuổi Can nè, không xung của Chi nè, rồi xung về mạng sao chủ là sao kế đô à, việc làm ăn khó khăn, sức khỏe thì bị yếu, tai tiếng ha, rồi là đủ chuyện ra tiền không, không thấy là cái gì mà vô hết đó, công việc mà làm ăn thì có nhiều biến động khó khăn nhiều hơn là và thậm chí là có từ xưa giờ làm ăn với thằng đó năm nay nó dẻo quẹo không làm ăn với mình, nó còn đâm thọt mình nữa à, khổ vậy đó. Năm nay phương diện tài chính thì năm nay là coi như là chủ yếu là bỏ ra chứ không có thu vào à, có lúc có chuyện mà phải dùng tiền bạc mới xong được đó, tức là phải có chuyện là phải bỏ tiền làm gì được. Phương diện tình cảm thì năm nay gia đạo bất hòa, vợ chồng là lục đục cho nên gây thêm khó khăn trong công việc làm ăn, nếu vợ chồng đồng lòng thì khó khăn thì mới vượt qua à, đó nghe thôi là thấy thấy phê rồi ha, thấy nghe là thấy tê tái cõi lòng rồi, rồi bây giờ mới luận đoán là 6 tháng cuối năm này à, nó như thế nào. 6 tháng cuối năm này thì có như vậy, tháng này là tháng Đinh Mùi, chúng ta vẫn còn lại ở trong tháng Đinh Mùi, mới ngày mười mấy tháng Đinh Mùi thôi, mới ngày 11 tháng Đinh Mùi thôi à, 12 tháng Đinh Mùi thôi, thì tháng này là tháng Thủy à, tháng Thủy thì tương đối không có gì cho tháng Đinh Mùi này thì à, vẫn nói chung là cũng tạm thôi, tháng bản mệnh tháng Mùi thì không có gì xung thì mọi việc nó hai tháng này, tháng tháng Thủy trước và tháng Thủy này thì mọi việc gọi là không không gặp thêm chuyện xui thôi chứ không phải là hên được làm ăn được ha, không gặp thêm chuyện xui chuyện quẩy thôi, còn nếu như mà ai mà gặp thêm chuyện xui thì đó là quá quá sức tưởng tượng, có thể là nghiệp của mình không không đủ cho nên là mình mới bị như vậy. Rồi tháng sau là tháng 7, tháng Mậu Thân, tháng Thổ à, tháng Mậu Thân là tháng Thổ này thì tuy là tháng tháng xung về về tháng khắc về mạng về mà bổn mệnh tức là thổ khắc thủy nhưng mà nó cũng không có quá nặng nề à, nó chỉ là những cái việc nhỏ nhặt thôi không có đáng xảy ra thôi, nhưng mà tháng này đợi có một cái là như vậy, tháng này là tháng cô hồn đúng không, gặp cái năm mình yếu, bản mệnh mình yếu, sao mình yếu đúng không, sao xung bản mệnh yếu rồi sao kế đô nó ở trên trên đỉnh đầu, mà sao kế đô nó ở trên đỉnh đầu thì nó sẽ gây ra rất là nhiều phiền toái, cho nên là tháng này nhớ đi cúng cô hồn ha, đi chùa, nếu như anh chị nào mà bên Phật thì mình đi chùa cúng cô hồn được thì ráng đọc kinh Du Lan báo hiếu cha mẹ cũng như là tạo ra phước đức, tại vì không có cái gì mà tạo ra phước đức, tạo ra
cái phúc đức cao bằng cái đạo hiếu, cho nên là cái chữ hiếu của mình mà đợi lên thì cái bận sáng của mình, bận của mình sao nó sẽ sáng lên, tai qua sẽ nạn khỏi ha. Nhưng mà tới cái tháng Kỷ Dậu à, đó tháng Kỷ Dậu là tí ngọ mèo dậu à, là tháng xung của năm xung ha, cộng với nó là tháng này là tháng thổ, tháng Kỷ Dậu là thổ luôn, cho nên thổ khắc thủy nữa, thì tháng Kỷ Dậu là một cái tháng cực kỳ nguy hiểm, tức là trung thu đó rất rất là nguy hiểm về cả bản mệnh ở trong trong các số sao, có sao bản mệnh bị yếu nè, đúng không, sao cô thần tất cả các sao đó nó sẽ làm cho gia đình bạn xào xáo, gia đình của anh xào xáo nè, và tốn tiền tốn của tốn sức tốn mạng. Nói thật luôn là cái tuổi 75 này là cái tháng 8 là tốn mạng luôn đó, nếu như mà mọi người không cẩn thận, mọi người không có cái những cái mà quyết sách để mà mình vượt qua năm này, vượt qua cái tháng này. Tháng này là tháng cực kỳ xấu của tuổi này, và tuổi này thì đã như đã nói ở trên thì năm nay là quá trời cái xấu nó nằm chỗ năm này, và tháng này là tháng xấu nhất trong năm, cho nên là mọi người cẩn thận, nhất là mấy anh ha, đi ra đường nhậu nhẹt đừng có buồn, nhậu nhẹt quá thì cũng được, thôi buồn thì ở nhà niệm Phật tụng kinh đi cho nó có phước nó qua ngày, chứ còn không là mệt mỏi lắm. Rồi tháng tới tháng canh tuất Tân Hợi thì tháng này là tháng kim, hai tháng này là tháng kim, thì kim sinh thủy mà hai tháng này thì là không có khắc xung gì với ấy. Tháng Hợi là Hợi Mèo Mùi à, là tam hợp thiếu âm của Hợi Mèo Mùi tháng kim nữa, thì tháng này có thể là anh chị bắt đầu mới có được cái sự gọi là vững chãi lên. Tháng 9 là bắt đầu rồi, tháng 9 là bắt đầu hết xuôi rồi, vượt qua cái tháng gọi là người ta gọi là xuống tới đáy thì phải dội lên, thấy không? Cực cực dương thì sinh âm, mà cực âm thì sinh dương, thì thí dụ như tháng 8 là tháng cực âm của mình thì qua tháng 9 là bắt đầu nó sinh dương lên, và dương lên thì nó sẽ từ từ nó sẽ phát triển cái dương lên, giống như trong cái dòng bát quái, không, cái chỗ nào mà âm nó lớn nhất thì bắt đầu dương nó mới sinh ra và nó sẽ lớn lên theo cái dòng, không, cho nên là Tân Hợi tháng 9 là bắt đầu sinh dương rồi, và tháng Tân Hợi là bắt đầu mình sẽ ổn hơn. Qua đến thân nhân Nhâm Tý cũng ok nha, không, và từ cái tháng đó thì bắt đầu là mình sẽ ổn hơn. Nhưng mà tháng Tý thì là tháng mộc, tháng Tý thì tháng mộc, tháng mộc tới được tháng Hợi thì ngon, qua tháng Tý là tí ngọ mèo dậu lại tiếp tục vô tháng xung, và tháng xung thì lại là tháng mộc mà là thủy là mình sinh mộc, cho nên tháng này thì không có đến nỗi về tốn về mạng tốn về sức khỏe, nhưng mà tháng này của anh cái các anh thì rất là tốn tiền, cho nên là các anh phải cẩn thận ha. Như vậy là các anh sẽ cẩn thận cho mình vào tháng 8, tháng Kỷ Dậu và tháng 9, tháng 11 là tháng Nhâm Tý, tháng Mộc ha. Thì nếu như hai cái tháng này nếu như xét mà luận đoán thì tháng 8 là tháng cực kỳ nguy hiểm, tháng 9 đa tháng 11 này thì chỉ là tháng tốn tài thôi, mà năm này là năm sao kế đô, mà chuyện tốn tài giữ mạng của đi thay người thì còn cảm ơn, cho nên nó của nó không đi mà mạng nó đi luôn thì mình còn mạng mình còn làm ra của, có mà mất mạng rồi là coi như không, cho nên mà năm nay các anh cẩn thận tốt nhất là nên kiếm vật phong thủy đeo vào người, đi chùa lễ Phật để mà có được cái năm có được cái những cái tháng xui tháng hạn mình vượt qua một cách dễ dàng. Rồi đó là sơ sơ đẳng của các anh, để xem các chị tuổi này thì như thế nào, các chị mình nghĩ chắc là sẽ đỡ hơn à, thì đúng thiệt như vậy. Các chị tuổi Tân Mão năm nay là sao Thái Dương là tinh quân tốt nhất trong các sao chủ về hưng vượng tài lộc à, ngon ha, quá ngon luôn. Ai mà chịu ảnh hưởng của sao này á, đi làm ăn xa gặp nhiều may mắn, tài lộc hưng vượng phát đạt đó, nhưng chỉ có được có cái sao thôi, còn này hàn vẫn là địa võng, nhiều nỗi buồn than nè,
lời qua tiếng lại rầy rà, chia xa gia đình gây gỗ gia đình ha. Dê về núi, còn cái thủy, dê về núi tốt nè. Thủy gặp hỏa cũng sắp xấu nè, mão dậu tương xung xấu, ất đinh sanh xuất xấu, chỉ được cái sao. Thì dù gì đi nữa, cái sao ảnh mệnh nó chiếu ở phía trước thì nó sáng đường ha, cũng còn đỡ hơn ông âm là chơi sao kia đâu. Cho nên là dù gì mình cũng vẫn hơn là những người này kia. Thì để xem thử coi là chiếu theo vận hạn vương dương á, thì Sửu vẫn thuộc hành thổ, thuộc hướng thiên bắc, đối với ất mão là tuyệt địa xấu. Cung xung thì có các chiếu là điếu khách, quan phù, quả tú, kình dương, thai. Cung nhị hợp có các sao thiếu âm, khi liêm, suy, thiên hỷ. Cung tam hợp có các sao bạch hổ, lực sĩ, thiên trù, đà la, tràn sinh, phá toái, thái tuế. Có thái tuế, có thái toái. Thiên việt, đại hao, mộ, văn tinh, thiên khóc. Như vậy mà nói thì thiệt sự ra là các sao chiếu mệnh thì cũng không có nhiều quá cái sao xấu. Có sao quả tú nè, là chuyện về buồn phiền, về tình cảm nè. Có thể là mình sẽ bị, có một số chị mà sinh vào những tháng mà tháng âm dương không thuận lý thì có thể là sẽ có chia ly, có không có tốt lắm về chuyện gia đình ha. Có sao thái tuế, sao thái tuế là khác mình, là có mà thái tuế, mà thái tuế mà mão với dậu thì chắc là cũng thái tuế nhẹ thôi, không có đến nỗi nào. Có phá toái là có phiền toái từ cái người tiểu nhân phá mình rồi. Thì đó là những cái chung của mão mà sách ghi ai cũng biết. Thì nếu mà như vậy thì từ đầu năm tới giờ nếu mà luận đoán như vậy thì chủ yếu của cái năm nay của mấy chị là phiền toái đến từ tình cảm gia đình ha, tình cảm anh em bạn bè gia đình, chứ còn cái việc làm ăn thì nó không ảnh hưởng nhiều lắm. Tại vì mình có cái sao thái âm, sao chủ mà, sao tốt nhất về tiền bạc danh vận, cho nên là mình nghĩ là không đến nỗi nào. Nhưng mà cái việc tốn tiền tốn tài còn đỡ hơn là tốn tình cảm. Nhưng mà thôi, đó là những cái sáu tháng đầu năm rồi, bây giờ mình 6 tháng cuối năm thì thế nào. Thì cũng như các anh nam thôi, thì các chị vẫn nặng nhất là vào tháng 8, tháng Kỷ Dậu, tháng Thổ. Nhưng mà được có cái là các chị không phải là sao chủ xấu, mà là sao thái âm chiếu ở phía trước mệnh. Cho nên là cái việc nó sẽ công cái tháng 8 của các chị nó cũng là một tháng xấu, nhưng nó được cái sao thái âm dẫn đường, cho nên là gọi là nhẹ nhàng hơn các anh rất rất là nhiều, nó thật sự luôn. Và trong năm nay các chị không có sao tăng môn, không có sao đại hao là sao tốn tiền. Em nghĩ là trong cái tháng này là sẽ coi chừng việc tốn tiền thôi, chứ còn không có đến nỗi nào. Có văn tinh, có mộ, không có đến nỗi nào về có ảnh hưởng về mạng, về sức khỏe. Thì tháng này là tháng mình yếu đi, thì có thể là có sức khỏe mình không tốt. Do hạn của mình là hạn địa võng, cho nên là có nhiều nỗi buồn phiền trong lòng, chứ còn không đến nỗi nào là tan môn hay là những cái gì đó. Tháng Kỷ Dậu này thì cũng như các anh thì các chị nên cẩn thận. Dù thí dụ như các anh bị 10, các chị bị 6 thì nó cũng là một cái tháng xung của năm. Còn nếu như mình có phước đức thì cái tháng này nó nhẹ nhàng. Còn nếu như mà mình không có phước đức, mình bị phước đức không phải là của năm, của tháng, của kiếp này, không là của kiếp khác, mình có cái nạn gì đó thì đến đây là lúc cái sao của mình yếu, cái mạng của mình yếu thì họ sẽ đòi ha. Cho nên là cẩn thận. Và cũng như các tháng khác, tháng 9 là tháng chắc chắn thì có tiền, không nói gì. Cho tháng 9 là tháng mà nếu như mà sao thấy âm ấy chiếu mệnh thì tháng 9, tháng 10 là hai tháng thu tiền. Nhưng tháng 11 là tháng Nhâm Tý, tháng địa chi bị xung tiếng ngò mèo dậu ha, cộng với tháng Mộc là tháng sanh xuất, cho nên là tháng này chắc chắn là các chị cũng sẽ tốn tiền.
cũng như các anh mà tốn tiền ít hay tiền nhiều thôi. Nếu mà tốn tiền nhiều thì do sao thấy thấy quên, sao cái đô của mấy anh nó này, còn sao thấy âm của mấy chị thì về việc làm ăn, cho nên là có tốn tiền đi nữa thì chỉ tốn tiền trong gia đình, tốn tiền về việc tiêu xài hay là gì đó, chứ còn không phải là tốn tiền trong việc làm ăn, bỏ ra tiền để giữ mạng giống như là giữ công việc đồ của mình giống như các anh. Trên đây là tổng đoán cái 6 tháng cuối năm của các anh chị tuổi Ất Mão 1975. Hy vọng nó đem lại được những cái thông tin và những cái dự báo tốt nhất cho các anh chị, để các anh chị có được cái sự chuẩn bị cho mình để vượt qua cái năm hạn, nhất là các anh em. Các anh em năm nay là cực kỳ xấu, cho nên là nói thật luôn là đừng bao giờ làm chuyện gì phi pháp. Cái sao mà cái đô mà nó ở gần mình mà làm chuyện phi pháp là trước sau gì cũng dính, cho nên là các anh nhớ cẩn thận. Rồi mọi người thấy hay thì chia sẻ và like clip, like video. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh, để ở đây có thấy ông đen đen ông đứng đó, đăng ký đi rồi chờ đón những cái video khác về tuổi của mình, hoặc là những cái video nào đó của anh chị em nào cùng tuổi, anh chị em bạn bè có tuổi trùng với video thì anh chị chia sẻ. Cảm ơn anh chị nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại.